giải đáp các thắc mắc cũng như là tư vấn, mang đến cho mọi người một cái giải pháp làm đẹp phải nói rằng là cực kỳ là hiện đại, cực kỳ là trend, nhưng mà lại cực kỳ tốt. Phải nói rằng là một giải pháp làm đẹp cực kỳ xanh, organic thuần chay, thì rất là mong muốn rằng là mọi người sẽ tới. Có thể là mọi người chưa biết, chưa hiểu, cứ thoải mái tới đây, chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn cho mọi người để mọi người biết làm quen dần. Có khi là mọi người bắt đầu mà muốn hiểu và muốn sử dụng thì chắc chắn là sẽ luôn luôn có đội ngũ tư vấn, cũng như là sẽ luôn luôn có những đại lý của chúng tôi, giám đốc của chúng tôi sẽ luôn luôn là gửi sản phẩm đến tận tay quý vị với những cái sự tư vấn là chu đáo và nhiệt tình đầy đủ nhất. Nên là mọi người hãy ủng hộ cho Tinh Vô thật là nhiều nhé. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn Phó Chủ tịch Hương Giang. Và tiếp theo đây xin mời Phó Chủ tịch Giả Phương ạ. Chào Hương Giang, Giả Phương nữa một lần chào và chúc sức khỏe tất cả mọi người có mặt buổi chương trình hôm nay ạ. Thì để Phương cũng với chị Giang, Hương Giang và chị Trang thì rất là biết ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ngày càng yêu mến của mình là Tinh Vô. Và chính nhờ cái sự tin tưởng và yêu mến đó cho nên là Phương mong là không chỉ là cái chi nhánh thứ hai, cơ sở thứ hai mà ở khắp mọi miền ở trên tổ quốc này sẽ mỗi nơi sẽ có một chi nhánh nữa. Và để tôi có được điều đó thì mong là vững sẽ được sự yêu mến cũng như sự đủ khách hàng. Xin cảm ơn mọi người. Xin được cảm ơn Phó Chủ tịch nhà.